cơm mua hai hộp người ta đắng lùn, cho nên là mình nấu cháo. Nhưng mà ăn cái này là oatmeal người ta phải ta, là lúa mạch yến mạch đó không, lúa mạch hay yến mạch ta, yến mạch với lúa mạch nó khác nhau không ta? Nói chung chắc cái này là nó cũng có tác dụng cho những người mỡ trong máu, ăn mấy cái hạt hành nhân, sữa hành nhân đồ ha, yến mạch rồi nè. Cho nên là Huy nấu cháo đây, cháo chín rồi nhưng mà Huy bỏ thêm yến mạch vô, nhưng mà sau đó Huy bỏ thêm mật ong vô nữa. Cái hạt này nè, điện tối quá để Huy bật đèn lên, xong rồi Huy lấy ăn không có nên ăn đường cho nên Huy lấy mật ong. Huy sẽ lấy mật ong Huy chế vô cho nó ngọt ngọt, giống như là cháo ngọt vậy đó. Cái đèn này, tắt cái đèn nó chói quá. Đây nhé cả nhà, đã cháo được chín rồi nè. Cháo chín rồi cả nhà, cho yến mạch cho nha, không có thịt gì hết á, không có cá, được cho đường và không có nên ăn mặn, cho nên là ăn kiểu dạng như là cháo ngọt, cháo chay, tại vì mỡ trong máu cũng nên một tuần cũng chạy một lần. Rồi cho mật ong cho nửa lần là ok nha cả nhà. Một tay quay một tay ấy nó khó lắm chứ. Rồi đây cho mật ong vào này đấy, sau đó mình cho ngâm cháo một lần nữa nó sẽ ra yến mạch. Còn muốn ăn cắm mùi sữa nữa cũng được, cho một chút sữa vô ha, nên thơm thơm mùi sữa. Đúng rồi ạ, vậy là cháo có vừa có tinh bột vừa có yến mạch. Mình nấu lâu lắm, tới một tiếng rồi, hồi nãy nấu cháo là một tiếng rồi đó. Sữa còn không ta, coi trong tủ lạnh có sữa, có sữa thì lấy ra uống hả ta? Sữa này là sữa mì đen cũng được, bánh mì đen bỏ vô rồi cũng được, ăn cho nó thơm thơm. Trong một sữa mì đen giống như cho một chút hạt chia cũng được, cho thêm hạt chia ăn cho nó sinh bụng lên, nó tạo một cảm giác no. Nó hơi đang bị giảm cân lại rồi đó. Đó, hạt chia nè cả nhà. Quay quay lên xong lát nữa đổ ra cái này. Cháo yến mạch gì đây, mình có mua sữa để nếm thử một chút coi sao. Vừa ăn chưa, không được ăn mặn, không được ăn ngọt thì ăn mật ong. Một mùi nữa là quá, mì đen còn lúa mạch hơn rồi, còn cơm nữa chứ, cơm mà có mua cà ri hồi nãy nữa. Trời nghe cái mùi nó lạ lắm nha, ai muốn thử ai muốn thử liên hệ. Hello cả nhà, Huy đã nấu xong cháo yến mạch rồi nè. Oatmeal yến mạch rất là tốt cho người ăn mỡ trong máu bị cholesterol cao á, do trong yến mạch nó có chất xơ với lại nó vô trong máu, nó kết hợp cái chất xơ này nè, nó vô trong máu, nó kết hợp với cholesterol nó mới đào thải ra chứ nó không có vô trong máu, do cái chất xơ của yến mạch đó mọi người. Khi mình ăn vào á, nó sẽ kết hợp với những cái cholesterol LDL đó của Huy là 191 là rất cao, nó sẽ kết hợp và nó
nó đi ra chứ nó không có vô máu, cho nên là người ta chứng minh 40 đến 60%, nói chung là ăn mỗi ngày bao nhiêu nhiêu á, nó sẽ giảm được 10% cái lượng cholesterol luôn á mọi người. Bangkok đang mưa, mọi người nghe tiếng mưa không? Đó, tiếng mưa Bangkok đêm đêm nay mưa. Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ thương anh. Nhưng mà thật ra bột yến mạch này nên ăn với trái bơ cũng rất là tốt, hoặc là ăn với lại mấy cái hạt hạnh nhân cũng rất là tốt cho mỡ trong máu. Chứ mà giống như Huy này ăn với sữa này, nấu với sữa thật ra cũng không tốt, tại vì sữa nó sẽ có chất béo, hoặc là phô mai sô cô la nấu chung với lại mấy cái đó nó cũng không tốt. Nhưng mà do Huy lỡ nấu rồi nè, thật ra hơi uống trà sữa Thái mà có sữa nó cũng không tốt. Hạn chế sữa rồi béo rồi đó. Hôm mai mưa to vậy ta, mưa ta mịt mù luôn á. Nhưng mà ở bên Tây người ta thường thường ăn buổi sáng ăn cereal, ăn mấy cái yến mạch này với sữa, người ta hay ăn sáng với ngũ cốc rồi lắm. Ngũ cốc thật ra rất là tốt mọi người, nhưng mà sữa cũng tốt, nhưng mà tùy người, có người dị ứng với sữa, có người. Nhưng mà Huy thì Huy cũng thích uống sữa, nhưng mà đúng rồi, chắc là do Huy hay ăn uống sữa ăn bánh rồi nên cholesterol nó sẽ cao quá, hạn chế lại sữa. Nhưng mà sữa này cũng nấu rồi nè, cũng nấu nóng rồi, nó cũng phân hủy chắc không ta. Rất là thơm cái mùi yến mạch mọi người, nó giống như mấy cái loại bánh á, bánh yến mạch là ngon lắm. Lâu lâu ăn thì thanh tịnh, nếu mà không có ăn bị mỡ trong máu cũng ăn nghe cũng ngon lắm á. Thật ra có cơm một chút ăn nó cũng dễ á mọi người, chứ còn ăn yến mạch không á cũng tốt hơn á, nhưng mà nó sẽ không bị tăng cân, nhưng mà ăn có cơm nó dễ ăn. Ở bên Hồng Kông á, ở trong mấy cái trường đại học, buổi sáng người ta bán một phần cháo yến mạch vậy nè, chỉ cỡ có đâu 45-50 ngàn thôi đó mọi người. Trong mấy cái trường đại học ở bên Hồng Kông là cháo yến mạch buổi sáng người ta ăn đó, nó nhẹo lắm, nó chứ nó không phải đặt như vậy đâu đó, người ta nấu người ta bán. Ở bên Hồng Kông rất là đắt đỏ nha mọi người, giống như Singapore vậy, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, mấy cái nước đắt đỏ lắm. Thụy Điển cũng vậy không? Thụy Điển cũng đắt đỏ. Nhưng mà cái món này ở bên Hồng Kông buổi sáng thì bán rẻ này nha. Còn Hồng Kông là đắt cặp người đông. Đắt là do nó nhỏ đó, nên cái đất nó hiếm. Nó là đảo quốc rồi ta. Đảo quốc sư tử là Singapore, cũng là nó đảo quốc nó cũng nhỏ. Cái đất nước nó nhỏ cho nên nó mắc tiền nữa. Nó mắc tiền cái đất, cái nơi ở. Thí dụ mình mướn khách sạn cũng cái số tiền đó mà. So với đất nước khác thì khách sạn nó sẽ đẹp hơn. Còn cái đất nước đó thì cái số tiền đó nó sẽ cái tiền đất nó mắc đó. Ở bên Hồng Kông nhà nhiều khi người ta ở cái phòng nhỏ chút như Huy là bự rồi nè. Còn cái phòng của người ta ở nhiều khi có những cái phòng là bằng hơn cái toilet của hơi chút xíu rồi. Cái toilet người ta phải đi ở bên ngoài đó, cái nhà người ta là giống như đặt cái giường thôi đó. Hồi xưa người yêu Huy là người Hồng Kông á, Hồng Kông mà nói tiếng Quảng Đông á, mà ở bên đó người ta nói tiếng Anh rồi nữa. Mà nghe nói mấy cái người Hồng Kông ngày xưa thường thường người ta đi Mỹ gì không biết phải,
Mày nghe nói vậy. Mà bên đó là người ta nói tiếng Quảng Đông, giống như là tôi rất vui được gặp bạn. Nhớ ngày xưa Huy nói được mà Huy quên hết rồi. Giống như hữu cấu hành dân xích này. Là tôi rất vui được gặp bạn. Nì hữu á ma, bạn có khỏe không? Hữu, hữu, hữu là khỏe là tốt. Hữu hữu là hảo hảo hay sao? tiếng 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 Trung Quốc. Hảo hảo sư, hảo sư là ngon quá. Còn tiếng tiếng Quảng Đông là hủ mà ta, phạm ta không biết phải không? Rồi gì nữa ta, trời ơi nhớ hết rồi. Xích xỉu xỉu là biết một chút xíu, xích là biết. Ẩm sảy là không có gì hết ta. Ẩm sảy quên rồi, tự nhiên quên lẫn. Nhạc Hồng Kông cũng rất là hay á, Huy thích nghe nhạc Trung Quốc với nhạc Hồng Kông rồi lắm. Nhạc Trung Quốc thì nó dịu dàng hơn, còn nhạc Hồng Kông thì nó giống như mấy cái phim TVB rồi á. Nhạc Hồng Kông hay. Nì yo yo có thứ nhất sẽ cầm thì vẫn mới xa rồi cùng nay nhất bữa xì xò nhất giấc mơ em ơi rằng vì sao tiếng tú mang em với anh đến ngôi sao tình yêu hao nhất nhạt nhớ nhất có một sao nhất nhạt nhớ nhất tiết kiệm nè cả nhà ơi. Cái phần cơm á mua 90 ngàn á, không phải 90 ngàn mà 70 ngàn á, hai phần luôn á, còn một hố cháo nữa cơ. Cái này thì chắc là để trong hộp, để tủ lạnh mai là ăn tiếp, không biết có sao không. Mấy người nó hơi nên ăn uống kỹ lưỡng nhưng mà giờ phải tiết kiệm rồi chứ. Để bữa nay có tiền riêng giàu giàu là làm clip đại gia cho cả nhà xem nha. Anti fan và chửi tiết kiệm như này cũng chửi nữa. Chỉ bộ nói tiền để xin cái đồ đau lưng nó ngồi gì nữa đau quá mọi các là cái quần nhìn xong ai đặt cái mặt YouTube tưởng ai có đâu ngồi vậy là đau à, hồi nãy ngồi trên kia được rồi. Về mình biểu tập thể dục đó. Đau quá mà họ đi không nổi, cứ tập thể dục nữa tóc rụng nữa này trời ơi. Sao vậy ta, để mai thêm clip đi mua dầu gội mới luôn. Đó, cái đầu gối của Huy này khi mà đứng dậy nó kêu tách tách vậy đó. Này, coi này. Đó, nó kêu gì á, khi mà đứng dậy nó kêu nè. Đó, nó kêu cái tiếng mọi người nghe không. Đó, nó cứ kêu vậy á, sao vậy ta. Nhưng mà nó không có đau nha, nó kêu cái tiếng vậy á. Cái đầu gối nó kêu cái tiếng kỳ vậy mà bên chỉ bên này thôi, bên này không có kêu. Chào cả nhà nha, nói chung là rất cực nha. Tôi làm clip ăn cháo yến mạch và review cho cả nhà biết những món ăn có thể giảm cholesterol xấu LDL trong máu. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành. Hy vọng hôm nay cả nhà xem clip động viên cho Huy nhiều nhiều nhé. Chào cả nhà.